Xin kính chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, con người sống trên đời, ai cũng muốn có được cuộc sống đầy đủ, nhẹ nhàng, vô âu, vô lo. Chẳng ai muốn sống trong cuộc sống khó khăn vất vả. Con người vứt bỏ bớt được gánh nặng bao nhiêu thì sẽ tốt cho bản thân mình bấy nhiêu. Tuy nhiên, gánh nặng về tài chính sẽ mãi đeo đẳng nếu chúng ta không thể trở nên giàu có, hay ít nhất là dư giả một chút để sống thoải mái theo nhu cầu của bản thân và gia đình. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng, tức là chẳng làm được gì cả. Do đó, trong thời điểm nghèo khó, chúng ta càng cẩn trọng khi kết giao hay hành động bất cứ điều gì để tránh rước phải tai ương. Chính vì thế, bạn nhất định phải ghi nhớ câu thần chú này: lúc nghèo khó, ba thứ không dính, bốn người không chơi là vì như vậy. Vậy mong có ngày cuộc đời nở hoa, chúng ta nhất định phải tránh xa ba điều tối kỵ nào? Bên cạnh đó, những kiểu người nào sẽ kéo bản thân ở mãi trong vũng bùn của sự nghèo đói mà bất cứ ai cũng cần tuyệt giao? Các bạn hãy cùng Bí Quyết Thành Công đi tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Shakespeare từng nói, xã hội này rất thực tế, bản chất con người lại càng thực tế hơn. Khi ở vào cảnh nghèo khó, chúng ta sẽ bị hạn chế rất nhiều điều. Ít cơ hội, ít sự lựa chọn hơn, đứng ở vạch xuất phát xa hơn, phải nỗ lực hơn, vất vả hơn, gặp nhiều khó khăn hơn. Càng vào những thời điểm như vậy, chúng ta có thể nhìn rõ hơn nhân tính con người, hiểu rõ hơn về những người quanh mình, ai là bạn thực sự, ai chỉ là bạn rượu thịt tầm thường. Cũng phải cân nhắc hành động sao cho sáng suốt, không thể đưa ra những quyết định vội vàng, bồng bột, nếu không những ngày sau của bạn sẽ tiếp tục khổ nạn mà thôi. Trên con đường tiến đến với đích thành công, bạn nhất định không nên dính vào ba điều cấm kỵ sau để tránh lầm đường lạc lối. Người khác nghĩ bạn thế nào là do người khác quyết định, nhưng bạn muốn trở thành người như thế nào là do bạn quyết định. Hành động phải cẩn trọng để tránh thị phi, tai ương. Thứ nhất, đừng dính vào việc giàu to mà không yêu cầu kỹ năng. Trong thời điểm nghèo khó, nếu ai đó đột nhiên nói rằng họ đang biết một công việc kinh doanh rất hấp dẫn, kiếm được bộn tiền, lại không yêu cầu kỹ năng hay phải mạo hiểm lớn, thì rất có thể bạn đã gặp phải kẻ lừa đảo. Một khi con người nảy sinh lòng tham, thì sẽ bị những cám dỗ trước mắt khiến cho mê muội, mất khả năng phân biệt, dễ sa chân vào những chiếc bẫy do người khác đào sẵn. Đừng cầu phúc không chia, đừng tham lam lợi lộc vô cớ. Lợi lộc từ trên trời rơi xuống chỉ có thể là một chiêu bẫy. Người xưa có câu, chim chết vì ăn, cá chết vì mồi, người chết vì lợi. Rất nhiều may mắn tưởng chừng như từ trên trời rơi xuống lại là những chiếc bẫy do người khác thiết kế cẩn thận, ẩn chứa nhiều rủi ro, khó phát hiện. Số tài chính ít ỏi trong tay sẽ không đủ để cứu bạn nếu sa vào vũng bùn này. Vì vậy, nếu có tình cờ gặp phải, thì dứt khoát từ chối ngay từ đầu, đừng để cám dỗ về vật chất làm che mờ lý trí. Nếu người nào có thể vượt qua được sự mê hoặc của danh lợi, thì người đó khó lòng bị mắc bẫy, bị thất bại. Thật sự trên đời, chẳng có bữa cơm nào miễn phí, cũng chẳng có thứ gì dễ dàng. Nếu thực sự có việc giàu to mà không cần kỹ năng, sao họ không tự làm mà lại tìm tới bạn? Đối với con người ta, lợi lộc là một thứ chất gây nghiện và cũng là một loại cám dỗ lâu dài. Có lẽ ai cũng từng mơ tưởng về chiếc bánh rơi xuống từ trên trời, nhưng thực tế là không có chiếc bánh nào tự dưng rơi xuống cả. Nếu có, nó chắc hẳn rơi kèm một cái bẫy dưới mặt đất. Đây là định luật chiếc bánh nổi tiếng. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải những cám dỗ về lợi nhuận khổng lồ. Chúng giống như những chiếc bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống, khiến người ta không thể cưỡng lại. Nhưng đằng sau những chiếc bánh đó lại ẩn chứa những cạm bẫy không ngờ. Hiểu được quy luật chiếc bánh cho phép bạn suy nghĩ khôn ngoan và chủ động trong cuộc sống. Thứ hai, đừng ôm mơ tưởng đổi đời trong một đêm. Càng nghèo khó và gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài, người ta lại càng muốn nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Do đó, họ rất dễ dính vào những giấc mộng đổi đời chỉ sau một đêm. Cả ngày chỉ mơ tưởng làm thế nào kiếm thật nhiều tiền, làm thế nào để giàu thật nhanh. Càng suy nghĩ như vậy, bạn lại càng rơi vào trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của cái nghèo khó. Cần quan hệ thì chưa có quan hệ, cần tài chính cũng không có tài chính, cần thực lực cũng chưa đủ thực lực. Vậy bạn lấy gì để đổi đời đây? Thay vì ấp ủ một giấc mơ viển vông, tốt nhất vẫn nên tự mình nỗ lực tiến bộ từng bước một trên con đường tương lai. Thà đi chậm một chút nhưng kiên định và ổn thỏa còn hơn. Mọi người đều muốn thành công và có cuộc sống giàu có, hạnh phúc.
làm việc chăm chỉ và đem lại nhiều giá trị cho người khác sẽ giúp bạn đi đúng con đường. Con đường đến thành công là một hành trình chậm chứ không vội vàng. Thứ ba, đừng chạy theo bước chân của người khác. Trong một thị trấn nhỏ, người thứ nhất mở trạm xăng và công việc kinh doanh rất tốt. Người thứ hai đến mở nhà hàng. Người thứ ba mở siêu thị, tất cả đều kinh doanh rất tốt. Khu vực này nhanh chóng trở nên thịnh vượng, cả thị trấn đều khá giả hơn. Trong thị trấn nhỏ khác bên cạnh, người thứ nhất tới mở trạm xăng và công việc kinh doanh rất tốt. Nhưng người thứ hai đến mở trạm xăng thứ hai, người thứ ba, thứ tư và sau đó nữa cũng vậy. Cuộc cạnh tranh luẩn quẩn khiến tất cả đều kinh doanh không tốt. Có thể thấy rằng, bước vào lối mòn của người khác cũng đồng nghĩa với việc bạn đang tự làm giảm tốc độ của chính mình. Ở độ tuổi thanh xuân hoàng kim để phát triển sự nghiệp, nếu bạn không thể đạt tới một thành tựu nào đó thì rất có khả năng cả đời sau bạn cũng chỉ sống tầm thường, vô vị như vậy mà thôi. Do đó đừng bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để tích lũy năng lực và kinh nghiệm của chính mình. Đồng thời, càng phải cẩn trọng từng đường đi nước bước để không vì nghèo khó, đói khổ mà làm liều, rơi vào cảnh khổ nạn về sau. Không ai đầu tư cuộc sống của bạn tốt hơn bạn cả. Chỉ có bạn mới biết điều gì tốt nhất cho mình và điều này đòi hỏi sự lựa chọn riêng của bạn trong mọi vấn đề của cuộc sống. Cách duy nhất để thực hiện điều đó là bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Cho dù bạn có thất bại đi nữa thì ít nhất bạn cũng có thể học hỏi từ thất bại ấy thay vì đổ lỗi cho người khác. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xung quanh cũng là điều bạn cần lưu tâm khi muốn chinh phục được sự giàu có. Có người sẽ là quý nhân, có người lại là tiểu nhân. Vì thế cần sự sáng suốt, chọn bạn mà chơi. Hằng ngày, chúng ta phải tiếp xúc với nhiều kiểu người khác nhau, duy trì nhiều mối quan hệ khác nhau từ đồng nghiệp, bạn bè. Có những người bạn khiến ta cảm thấy yêu đời hơn, truyền cho ta năng lượng tích cực. Nhưng có những kiểu người khi ta kết giao với họ chỉ làm cho cuộc đời ta thêm bế tắc, khiến chúng ta hoài nghi về bản thân mình. Và với bốn người sau, bạn nhất định không nên chơi cùng để tránh bị ảnh hưởng xấu. Muốn giàu có, trước hết bạn đừng nên kết giao với người nghèo hơn bạn. Đây không phải là nghèo về mặt vật chất mà là nghèo trong tư duy, suy nghĩ và ý chí con người. Một người lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong vòng tròn chật hẹp của mình, không dám tự bứt phá, vượt ra ngoài vùng an toàn của bản thân, âm thầm chấp nhận là một con ếch ngồi dưới đáy giếng, thì chúng ta rất khó có thể tìm thấy giá trị đáng học tập từ họ. Ở vào thời điểm bạn cần nỗ lực nhất để có thể thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó hiện tại, đừng dại mà tiếp xúc hay kết giao thân thiết với kiểu người này. Sự chây ý tiêu cực có thể trở thành mầm bệnh lây lan nhanh chóng, mài mòn ý chí của bạn. Tiếp theo đó, đừng kết giao với người không làm việc đàng hoàng. Điều bạn cần nhất bây giờ là được học hỏi và tích lũy thêm. Thông qua đó, phát triển năng lực của mình. Do đó, dù không có cơ hội được đi theo những người bản lĩnh, giỏi giang, thì ít nhất đi theo những người tử tế cũng học được sự tử tế. Ngược lại, chơi cùng những kẻ thiếu nghiêm túc, hễ thấy khó là nản chí, rồi buông bỏ một cách dễ dàng, không chịu làm ăn, bạn sẽ dễ bị tác động bởi những cảm giác tiêu cực nhiều hơn. Chắc chắn sau này, cuộc sống sẽ chỉ có bế tắc hơn mà thôi. Đừng kết giao với người có tác phong bất chính là điều thứ ba bạn cần ghi nhớ để tìm được cộng sự trên hành trình chinh phục thành công. Cổ nhân dạy rằng, người mà chuyện gì cũng tính toán chi li, lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi, hành vi mờ ám, thủ đoạn bất chính, giống như phải chiếm được lợi ích rõ ràng mới khiến họ cảm thấy yên vui. Loại người này kết giao có gì tốt? Làm bạn với họ không khác gì làm bạn với sói. Một con sói tâm địa độc ác hoặc ích kỷ vô cùng, vô tình hoặc cố ý tiềm nhiễm vào bạn những tư tưởng không chính đáng. Chưa kể, một lúc nào đó con sói này còn sẵn sàng nhe răng về phía bạn nếu động chạm tới vấn đề lợi ích. Và cuối cùng, bạn cũng cần tránh xa những kiểu người tính toán quá nhiều. Không chỉ là chuyện tiền nong, có những người không chấp nhận ai làm lãng phí thời gian của họ nhưng lại không ghi nhận công lao của người khác. Có người tiếc thời gian như sinh mạng của mình, chỉ tiếc họ quý trọng thời gian của mình nhưng lại làm như không thấy thời gian của người khác. Bọn họ đa phần thiếu sự đồng cảm và thấu hiểu, không biết bao dung, nội tâm chỉ chứa chính mình, không dễ dàng tha thứ cho sai lầm của người khác. Họ là những người theo chủ nghĩa vị kỷ, kiểu người này không đáng tin cậy, lúc nhờ vả người khác thì nài nỉ, người khác nhờ vả lại nhất định sẽ từ chối. Đương nhiên, họ chỉ dám ăn hiếp kẻ yếu thôi, không dám đụng vào kẻ mạnh. Vì vậy, để thoát khỏi những người như thế thì cần phải nâng cao sức mạnh của bản thân, nâng cao lòng tự trọng và dứt khoát buông bỏ để tránh hậu họa sau này. Chúng ta cần xây dựng các mối quan hệ xã hội,
nhưng không có nghĩa là chúng ta phải liều mạng lao vào những cuộc xã giao, những mối quan hệ vô dụng. Trên đời này có những người sẽ trở thành quý nhân giúp bạn thoát khỏi nghèo khó, nhưng cũng có người định sẵn mang đến phiền phức, tai họa cho bạn. Tóm lại, với những kiểu người kể trên, dù thế nào cũng không nên xây dựng quan hệ thân thiết được, phần lớn đều chỉ là quan hệ lợi ích. Bọn họ sẽ chỉ giúp bạn ăn no uống say, nói lời tung hô lúc bạn đang thuận buồm xuôi gió. Đến lúc bạn rơi vào cảnh nghèo khó, họ sẽ không bao giờ giúp đỡ, thậm chí còn khiến bạn khổ thêm. Có những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời khiến cho một con người bỗng chốc thay đổi trở nên tích cực hơn, nhưng cũng có những mối quan hệ tiếp xúc lâu dần khiến con người ta càng đi vào bóng tối, lún sâu vào vũng bùn và ngày càng tệ hại hơn. Giống như ông bà ta vẫn thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Lựa chọn những mối quan hệ xung quanh mình cũng chính là lựa chọn hướng đi mà cuộc đời bạn sẽ đến. Bên cạnh đó, bạn cũng hãy xác định rõ những điều nên và không nên làm để có thể nhanh chóng giàu có như mong đợi nhé. Hãy thử thực hiện theo những điều mà bí quyết thành công bật mí ngày hôm nay. Chắc chắn kết quả nhận lại được sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí Quyết Thành Công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.